Tô Hoài, nhà văn của mọi lứa tuổi, đó là chủ đề của buổi tọa đàm do nhà xuất bản Kim Đồng vừa tổ chức. Cùng với đó là giới thiệu bộ ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Tô Hoài. Sự kiện này thu hút đông đảo những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nước nhà. Buổi tọa đàm cũng là nơi để các chuyên gia trao đổi, chia sẻ những nghiên cứu, góc nhìn mới về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Tô Hoài. 94 tuổi đời và hơn 70 năm tuổi nghề, nhà văn Tô Hoài đã để lại số lượng lớn các tác phẩm trải rộng trên nhiều mảng đề tài. Có thể nói, Tô Hoài là nhà văn của nhiều thời, nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi khác nhau. 21 ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài của nhà xuất bản Kim Đồng mang đến cho độc giả một góc nhìn toàn diện và mới mẻ về những tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Tô Hoài.